Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình có đến nhà vườn của chị Hương ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai tàn cho Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ nha. Thì đây cũng là lần đầu tiên chị Hương đến đến kênh của mình. Rất mong cả nhà xem tham khảo ủng hộ chị nha. Rồi em chào chị. Rồi xin chào em ha, chào cô chú anh chị em mình trở lại kênh ha. Thì em cũng mong cô chú anh chị em mình vào xem thích hợp thì ủng hộ nhà vườn, ủng hộ kênh ha. Dạ. Rồi hôm nay thì em giao lưu một số mai tàn cho cô chú anh chị em mình tham khảo để mình chơi Tết nha cô chú. Thì hôm rồi. Nay cái cây này thì em cũng có đó đo rồi ha. Dạ. Rồi, rồi chiều cao là 1m70, tán ngang là 1m40. À, hoành gốc là 23, một giá 1,2 triệu em bao phí vận chuyển nha cô chú. Rồi, mình đo sẵn mình để đó, lên ha. Cái bàn xay mình xay coi đó nè, cái này nha. Cho cô chú anh chị em xem ha, nụ nút rồi đã nó ôm được kia ha. Đó, cái bông mặt bông là 6 tới 8 cánh, 12 cánh có luôn nha cô chú. Dạ. Cái này mình thường chọn lâu chưa chị? Dạ lâu rồi. Rồi 1 năm rồi ha. Dạ. Đó. 1,2 triệu mình bao ship không chị? Bao ship luôn ha. Rồi mã số này là mã số 1 ha. Mã số 1. Rồi mã số 1. Mã số 2. Mã số 1 nha cả nhà. Thì cái đế để em giới thiệu thêm cái đế đa phần là kiểu như là cũ nó nở xíu ở dưới đế thôi anh chị. Đó. Chứ đâu có hình này hình kia cho nên chủ yếu là mình báo thông số như là mình quay cái tàn cả nhà. Mai tàn thì nó chỉ đế nở. Dạ. Đế nở ha. Đế cũ nở thôi cả nhà. Rồi mai giỏ riêng thần chậu nha cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số 2 ha cô chú. Rồi chiều cao là 1m8, tán ngang là 1m2. Dạ. À hoành gốc, để em đo hoành gốc. Hoành gốc là 21 ha cô chú. Dạ. Rồi mã số 2 nha cả nhà. Rồi. Rồi cho em xin một dòng luôn. Cây này giá 1,1 triệu em bao phí vận chuyển luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi 1,1 triệu đây cả nhà ơi. Đó. Cây này quá trời cao luôn ha. Cây này cao, hồi nãy chị nói là 1 mét mấy? À 1m8. 1m8 luôn. Ừ. Rồi cái nhà cây này đang ôm nụ ha. Mã số 2 nha cả nhà. Nói chung là bây giờ cây nào nó cũng ôm nụ hết trơn rồi. Có nụ kim hết trơn hả cô chú? Có nụ kim hết trơn rồi. Đó. Dạ. Đây cả nhà. Ở dưới nách lá nè. Lá càng dày thì nụ càng nhiều, nói chung là nách lá nào cũng có nụ hết cả nhà ơi. Đó, nụ nè. Nói chung nụ này thì mình bao ở miền Bắc đồ trời lạnh thì mình cũng bao luôn hả chị? Bao luôn. Đây này, rồi cái giá này là cũng là giá ha. Giá mình bao ship mã số 2 này là 1,1 triệu hả chị? 1,1 triệu bao phí vận chuyển luôn ha. 1,1 triệu mình bao ship cho cả nhà nha. Cây mã số 3 là cao là 1m9, tán ngang là 1m2 ha. Hoành gốc, ra cô chú anh chị em xem hoành gốc nha. Cây này là hoành gốc. Cái tàn khá đều nha cả nhà. Hoành gốc. Hoành gốc là 21. Hoành gốc 21, mã số 3 nha cả nhà. Mã số 3. Đây, giá 1,4 triệu em bao phí vận chuyển luôn không cô chú? Dạ, 1,4 triệu bao phí. Quá cao luôn hen, chi tàn đều luôn hen, tiền thông luôn. Dạ. Đây cả nhà, mình quay gần hơn xíu cho cả nhà mình dễ tham khảo nha. Rồi chị cho em xin một vòng luôn. Em quay cái dàn sườn. Đó, mã số 3 nha cả nhà. Cái này mà vô luôn bao nhiêu chị Hương? 1,4 triệu em bao phí vận chuyển luôn hen. Rồi, 1,4 triệu cả nhà ơi. Đó. Mình lên cái chậu gì mình coi nó dễ hơn cả nhà. Nhưng khi mấy vườn kia thì mình đi vòng vòng nó hơi khó. Rồi, 1,4 triệu nha cả nhà, mã số 3. Rồi, mã số 4 là cao 1m6, ngang là 1m2, hoành gốc là 11 ha. Dạ. Rồi, cây này là giá 800 ngàn, bao phí vận chuyển luôn nha cô chú. 800 ngàn, bao phí ship cho cả nhà luôn. Đó. Rồi, xem một chồng cho cô chú anh chị em, mình xem cây tàn đều luôn ha. Nói chung là chủ yếu là mình coi tàn cả nhà ơi. Chứ gốc nó cũng tương tự nha, chủ yếu là lớn hay nhỏ thôi. Chứ cái kiểu nó cũng như nhau thôi. Đó. Mã số 4 nha cả nhà. À, 800 ngàn phải không chị? 800 ngàn bao ship cho cả nhà nha. Rồi tiếp theo là mã số 5 ha. Là cao 1m4, tán ngang là 1m1, hoành là 20 ha. Dạ. Rồi mã số 5 cả nhà ơi. Mình quay xa xa cả nhà dễ coi hơn cả nhà. Thì nói chung là cây nào cũng bơm nút nụ hết, cây nào cũng giống rồi, như giá nào. Là cũng 800 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha cô chú. Dạ, hôm nay nhà vườn để giá mềm luôn. Vài trăm ngàn là có một cây mai tàn mình chưa tết rồi cả nhà ơi. Đó, chưa tết 800 ngàn mã số 5. Số 5. 800 ngàn cho cả nhà nha. Chị đọc cho em xin lại thông số cái nữa đi chị. Rồi cao là 1m4, tán ngang 1m1, hoành 20. Dạ. Rồi cả nhà ơi mình tham khảo nha. Mã số 5 nha cả nhà. Hôm nay mình giao lưu 12 gốc. Rồi cả nhà cố gắng xem tới cuối clip để mình lựa một cây mình chơi tết nha. Theo là mã số 6. Cao 1m4, tán ngang là 1m4 luôn, hoành 19. Dạ. Rồi cây này giá 700 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Cây này cái tàn nó mấy cái cành nó dựng lên. Mã số 6 luôn ha. Thoát thân này chứ cũng khoảng 25-30 cả nhà. Đó. Đó.
kiểu như tàn dù hả chị? Nó dựng dựng lên nè. Đẹp ghê không? À, mã số 6. Mã số 6. Ồ, mình giao lưu là bao nhiêu chị? 700 ngàn bao phí vận chuyển 700 luôn. 700 ngàn mình bao ship cho cái nhà nha. Mình nhìn kiểu này là tròn hay không là mình nhìn mình thấy rõ luôn cả nhà. Đó. Cái cây mai tàng này là phí ship là từ một tâm 7 đến 200 ngàn luôn nha cô chú. Dạ. Đó. Mình nhà... bán giá này là quá mềm luôn. Nhà vườn mình còn nhiều không chị? Cái này em còn khoảng 300 gốc luôn anh. 300 gốc thì cái nhà có thể... Rồi tiếp theo là mã số 7. Tham khảo nha. Mã số 7 là cao 1m1, tán ngang 1m4, hoành 19. Cây này giá 900 ngàn bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ. Rồi mã số 7 nha cả nhà, 900k. 900k mình bao ship cho cái nhà luôn nha. Rồi mình làm mình coi thêm chi tàn là đều hết rồi ha cô chú. Nút nụ rồi nữa ha cả nhà. Nói chung cây nào cũng có nút nụ. Cây nào cũng có nút nụ hết. Đây 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 nút nụ đây. Mã số 7 900 ngàn cho cả nhà nha, bao ship toàn quốc cho cả nhà luôn. Lá dày thì nụ dày, lá ít thì nụ ít. Đó, nói chung là nách lá cây nào cũng có nút nụ hết. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Số điện thoại của chị Hương mình để bên góc trái màn hình nha cả nhà. Mã số 8 là hoành 20, cao chiều cao là 1m9, ngang là 1m1. Dạ. Cây này khá cao nha cả nhà. Rồi cây này là giá 1,2 triệu bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ, mã số 8 nha cả nhà. Mã số 8. Cao 1m9 luôn á. Cái này cao mình nội mình đóng thùng phí mình gửi là cũng mấy trăm ngàn. Dạ. Rồi giá 1,2 triệu là giá bao ship cho cái nhà toàn quốc luôn nha cả nhà. Mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán không chị? Sao? Mình kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi cả nhà mình tham khảo mã số mã số 8. Số 8 nha cả nhà. 1,2 triệu mình hoành là 20, cao là 1m9, tán ngang là 1m1 ha. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 9 nha. Chiều cao là 1m9, tán ngang là 1m2, hoành góc là 16. Dạ. Rồi giao lưu cây này là giá 800 ngàn bao phí vận chuyển luôn ha. 800 ngàn bao phí ship vận chuyển cho cả nhà, mã số 9. Ồ. Chi ta rất đều luôn ha. Cũng khá cao hả chị? Cao là 1m2. Đây cả nhà ơi. Rồi tiếp theo là mã số 10 ha. Mã số 10 chiều cao là 1m7, tán ngang là 1m1 và góc là 18, giá 1 triệu bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ. Rồi, cả nhà tham khảo nha, mã số 10 nha cả nhà. Mã số 10. Đây. Rồi mình quay cái dàn xương cho cả nhà coi nè. Cứng thử ta ha. Dạ. Mã số 10 mình giao lưu là 1 triệu bao phí vận chuyển luôn. Bao phí vận chuyển cho cả nhà nha. Nói chung là cây nào cũng có ôm nút nụ hết. Thần chậu cũng cả năm hết trơn rồi cả nhà ơi. Mã số 11 là cao là 1m8, ngang là 1m3, hoành góc là 18. Dạ. Cây này là có mặt hoa luôn ha. Giá 1,2 triệu bao phí vận chuyển luôn. Rồi 1,2 triệu cho mã số 11 cả nhà. Ở bên này có mặt hoa nè. Cho mặt hoa cho cô chú, này là 12 cánh luôn nè. Đây cả nhà ơi. Đó, có đếm thử luôn nè. Rồi cả nhà mình xem cái mặt hoa của nó nha. 12 cánh hả chị? 12 cánh luôn nè. Đây. Trên đó nó cũng có một chùm nữa kìa. Dạ. Ở trên này cũng có một chùm nè cả nhà ơi. Mã số 11 1,2 triệu cho cả nhà nha. Đây đây đây. Đó. Rồi 1,2 triệu bao ship cho cái nhà toàn quốc luôn nha cả nhà. Đó, cây này rất đẹp luôn ha. Mình coi lại một lần nữa nha. Rồi mã số 11 nha cả nhà. 11 là cao 1m8, ngang 1m3, hoành góc là 18 nha. Dạ rồi. 1,2 triệu bao ship cho cả nhà nha. Mã số 12 là cao 1m5, ngang là 1m4, hoành góc là 19 ha. Cây dạ. Này có củ đế nẵng nè. Rồi chị cho em xin một vòng luôn rồi mình là mình coi cái này nó bị lồi lên cả nhà. Mình rồi để cây coi này ha. Là 1,3 triệu bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ 1,3 triệu mã số 12 nha cả nhà. Rồi mình lại mình coi cái củ cả nhà ơi. Đây đây đây. Mặt hoa là 8-12 cánh nha cô chú. Dạ. Mặt hoa nãy cho cô chú một chia mình xem. Bên đây nó bị lồi đất lên cho nên mình dễ thấy cái củ nở của nó nè cả nhà. Đây 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 chỗ này nó bị phình ra xíu nè. Thì gốc nào nó cũng nở đang vậy hết đúng không chị? Gốc nào cũng nở vậy. Gốc nào cũng nở hết, mấy kia nó bị chôn xuống cả nhà. Có gốc này nó bị lồi lên nè. Thì nó chỉ vậy thôi. Nói chung là mai tàn chủ yếu là mình coi cái tàn cả nhà.
Thì hôm nay em lên 12 mã số cho cô chú anh chị em, thì vườn của em cũng còn rất là nhiều ha. Ví dụ mà em bán hết 12 mã số này thì cô chú anh chị em mình còn, thì cô chú anh chị em mình cứ việc gọi Zalo, kết bạn Zalo em gọi cho cô chú anh chị em mình ưng ý cái mã số nào thì ủng hộ giúp em ha. Thì em cũng chào cô chú anh chị em mình ha. Rồi hẹn lại cô chú anh chị em mình những clip sau nha. Dạ. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.